Chào các bạn nha. Hiện tại đang ở đỉnh núi Everest tỉnh Nhung Minh. Đây là chủ nhà Chi Lui. Theo mì các bạn. Mì đây giá 9.500 một ký. Đứng xa xa là Mê Len. Đi Mê Len đi hiểu. Đẹp lao cái bóc khăn co mà bóc bó cái gì mà ơi. À, hiện tại là ngày 29 tháng 1 năm 2021, đang nhổ mì tại Campuchia giáp Lào. Tao kêu mày hào ạ. Bố mày mày hào này. Tao kêu mất là. Nói thay là người phải gọi bên này là người tìm. Mà đá cái này cắt này. Thì tôi cứ nâng á. Phải bước lô mới nâng cái tí không phải bước lần. Xa xa cái là siêu lưu. Ê, phong cảnh hùng vĩ phải không ạ? Làm đi Mỹ Lan ngồi chơi à? Đẹp rãi nốn. Nãy quay thì nhẹ lại la với Mỹ như lại. Hả? Rồi ngươi bảo rồi ạ? Rồi quá lôm rồi cơ. Có flow mà cái nè cái lăng cũng nhẹ lắc thôi mị ơi nhìn lại cái gì qua nó dạ lười à ta tha cái gì ta beo ta lang hiện tại là 2021 nha các bạn. 90 năm sau xem lại như thế nào nhá. 90 năm sau là ngoài kia là trồng điều hết á. Hiện tại là mì chỉ có ăn con khỉ thôi. Bài nhá. Là mì khổ lắm. Mì cao sản này. Thế nhầm, mì tre. Cửa này này. Hiện tại là mì tre là 9.500 nha, mì khô ấy, còn tươi là 5.200. À cái này là tầm 3 kg á. Mì nhà này to lắm. Siêng lắm, chủ siêng lắm. Mì tre hôm nay 9.500 mà. Khô. Còn tươi là 5.200 thôi. Trong mẹ rồi mì lèn. Bye bye nha. Nhổ mì tiếp đây.